Bàn thắng Viettel nó vô cùng quan trọng đối với em. Em nghĩ bàn thắng Viettel là bàn thắng quan trọng nhất của cuộc đời em. Sau cái bàn thắng đấy thì em về em suy nghĩ. Thì đúng là thật sự là cái bàn thắng đấy nó đánh dấu cho em sửa lại 9 năm qua. Một phần thì em cũng nuôi nấng cái giấc mơ của mình, em không bao giờ em từ bỏ. Em cơ mơ lớn nhất của em là em được chơi bóng ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam. Và nơi đã cho em được mọi cái. Và giờ đây em cũng cố gắng làm sao để em trở lại và em đánh dấu cái cột mốc của em để em trở lại. Để mọi người nhìn nhận em cái lỗi lầm của em đã qua. Và em cũng cố gắng làm sao để có nghĩa là đền đáp những người hâm mộ đã tin tưởng em để cho em quay lại. Vì thật sự ra nếu từ cái lúc em trở lại đến giờ và cái bàn thắng đấy nó mang cho em rất là nhiều cái tích cực. Hùng có thể chia sẻ một chút về cái bàn thắng trong trận đấu đầu tiên ở V-League sau 9 năm mình mới trở lại được với bóng đá đỉnh cao. Thật sự cái bàn thắng đầu tiên vào lưới của Viettel là cũng là đánh dấu sự em trở lại thôi. Sau 9 năm em kỷ luật thì thật sự cái cảm giác đến bây giờ em thật sự em cũng rất là vui và em cũng không tin ngày hôm đấy mà em được ghi được cái bàn thắng đấy. Em mọi người cũng nói chuyện với mọi người là cái bàn thắng đấy một phần nó là rất là may mắn và một phần nó là tâm linh đối với em. Thật sự là đến bây giờ em vẫn rất vui và cái bàn thắng đấy. Sao lại may mắn và sao lại tâm linh? Em thì em nghĩ cái bàn thắng đấy thì thật sự cái lúc tình huống Văn Phong nhảy lên bắt bóng thì lúc ấy thì đồng đội em thì không có tham gia tình huống đấy, nhưng mà Văn Phong nhảy lên cao hơi cao và ngã xuống thì Văn Phong tự nhiên nhắm bóng ra của bóng đấy. Thì Văn Phong cứ nghĩ là trọng tài sẽ thổi ở đấy vì tình huống phạm lỗi, nhưng mà tình huống đấy không phạm lỗi. Thì em cũng nhanh chân em thấy Văn Phong vứt bóng ra, em nhanh chân em đá rồi. Vì lúc ấy cái quả bóng đấy thì thật sự chất ra thì nó hết góc rồi, vì lúc đấy là Phan Tuấn Tài đã bè hết góc cái quả đấy rồi. Em chỉ nhìn thấy một cái khe hở đó là qua háng của Phan Tuấn Tài lúc đấy thôi. Thì em cũng chỉ cầu mong thôi, còn đúng khả là mong sao đá được qua háng. Thì đúng tình huống đấy thì em đã chuẩn qua háng, nó bóng nó lăn từ từ vào lưới. Thì em nghĩ bàn thắng đấy nó vô cùng ý nghĩa. Thì em về em xem lại và em nghĩ ngẫm nghĩ lại thì nó bàn thắng nó tâm linh rất là nhiều đối với em, cá nhân em. Anh hôm đấy lại nghĩ là hình như là có một sự phù hộ nào từ người cha của mình. Bởi vì là trước trận đấu anh em mình có nói chuyện với nhau, chưa bao giờ trong đầu mình nghĩ là Quang Hùng sẽ ghi bàn, mặc dù lúc đấy thực sự là chúng ta mong muốn nhưng không bao giờ dám nói ra. Đấy, và khi mà ghi bàn xong rồi thì cái cảm xúc nó vỡ òa. Phải nói là khi Quang Hùng ghi bàn xong, rất nhiều người nhắn tin, rất nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội Hùng cảm xúc như nào ở trên sân, và sau khi kết thúc trận đấu thì cái cảm xúc của em như nào? Thì thật sự là cái hôm em ghi bàn xong thì em cũng chỉ điều đầu tiên là em hôn logo lên ngực áo của Bình Dương. Thì xong là em chạy đến chỗ anh Lê Huỳnh Đức, là người đã đấu tranh cho em tư tưởng và đấu tranh rất là nhiều để cho em bước ra ánh sáng. Thì thật sự rất là biết ơn anh Lê Huỳnh Đức dám tin tưởng em với cái trận cầu thế, mà trong khi đấy đội đang khó khăn. Và điều thứ nữa là em nghĩ đến về người cha của mình, vì cái lỗi lầm của em ngày trước, và em về bố em suy nghĩ và em đánh mất đi người bố mình. Và cái bản thân em thì em chưa bao giờ em tha thứ cho bản thân mình, kể cả đến bây giờ em vẫn chưa thể tha thứ được. Thì cái cảm xúc em xong em cầm cái điện thoại lên này, em cũng về để em chia vui với tất cả những người thân, như gọi cho anh là đầu tiên, xong rồi đến gia đình em là em cảm xúc em chia vui và rất là nhiều cái tin nhắn và mọi người chúc mừng em. Thật sự lúc ấy em vui, em hạnh phúc lắm. Sau cái bàn thắng đấy tự nhiên cái suy nghĩ và cái con người em lúc đấy tự nhiên nó không hiểu sao nó theo một chiều hướng khác. Lúc đấy là tự nhiên nó toát hết cái nỗi nặng trĩu trong người em 9 năm qua em cứ mang trong mình, em chưa gửi bỏ được. Sau cái bàn thắng đấy là em cũng nhẹ một phần nào đấy. Em cũng điện về nhà thì sau cái bàn thắng đấy thì mẹ em tự nhiên em cũng nhìn thấy khuôn mặt của mẹ em, thì cũng tự nhiên mẹ em cũng toát được cái đỡ cái nặng trĩu bao nhiêu năm nay. Lúc đấy em nhìn khuôn mặt mẹ em cảm thấy mình đã làm được cái gì đấy mà mình gây ra rất là nhiều lỗi lầm để mẹ mình bây giờ cũng như thế. Mẹ em cảm thấy em cũng vui hơn cái bàn thắng đấy. Đã thông tất cả sự u uất trong suốt 9 năm qua. Dạ, vâng ạ. Tự nhiên thấy mẹ trẻ ra bao nhiêu tuổi, dạ, đúng không? Lúc mà Hùng ghi bàn xong rồi, Hùng cười rất tươi đến với anh Lê Huỳnh Đức. Sau khi ôm anh Lê Huỳnh Đức xong rồi lúc đấy mới khóc. Dạ. Và thực sự là chưa bao giờ, kể cả lúc mà Hùng ở tòa, chưa bao giờ thấy Hùng khóc với cái kiểu như vậy cả. Tức là khóc, mình cảm giác là nó khóc một cách nó thực sự như kiểu được giải tỏa tất cả mọi thứ ấy. Thì thực sự là cái khoảnh khắc đấy bây giờ mỗi khi xem lại thì Hùng suy nghĩ như thế nào? Ngoài cái chuyện cảm xúc ra thì cái suy nghĩ đọng lại trong mình là gì? Sau cái bàn thắng đấy thì em về em suy nghĩ.
Thì đúng là thật sự là cái bàn thắng đấy nó đánh dấu cho em sử lại 9 năm qua. Một phần thì em cũng nuôi nấng cái giấc mơ của mình, em không bao giờ em từ bỏ. Em cơ mơ lớn nhất của em là em được chơi bóng ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam và nơi đã cho em được mọi cái. Và giờ đây em cũng cố gắng làm sao để em trở lại và em đánh dấu cái cột mốc của em để em trở lại, để mọi người nhìn nhận em cái lỗi lầm của em đã qua. Và em cũng cố gắng làm sao để có nghĩa là đền đáp những người hâm mộ đã tin tưởng em để cho em quay lại. Vì thật sự ra nếu từ lúc em trở lại đến giờ và cái bàn thắng đấy nó mang cho em rất là nhiều cái tích cực. Có những người đấu tranh để cho em được quay trở lại bóng đá và em may mắn làm sao suốt cả mùa giải qua và cái bàn thắng ở vợt lưới Viettel nó mang ý nghĩa quan trọng em, và là những người đã giúp em kêu mang em là mọi người cũng đỡ ngại khi đã ủng hộ em. Và cái bản thân em suy nghĩ rằng một điều là với bản thân mình khi mình trở lại, nếu mà mình thành công thì mình có thể được mọi người ủng hộ rất là nhiều, nhưng mà khi mình thất bại thì những người kêu mang mình ủng hộ cho mình thì người ta bị gấp 10 lần mình đã sai lầm khi cho Quang Hùng trở lại. Em phải cố gắng em phấn đấu. Bây giờ em suy nghĩ lại những cái bàn thắng đấy nó như kiểu là cái số phận của em, là ông trời cũng đã mọi cái nó đã sắp đặt cho em sẵn rồi, là cái chỉ cần thời gian mình bước tới thôi. Và cái nỗ lực của mình thì em cũng làm sao em không để những người kêu mang em giúp đỡ em nhìn nhận em là sai khi em cho em trở lại. Hùng đã từng ghi rất nhiều bàn thắng, thực hiện rất nhiều những đường truyền quan trọng để giúp các đồng đội ghi bàn, trong đấy có cái đường truyền để Mạnh Dũng xé lưới của Arsenal. Nhưng mà nếu mà để mà chọn ra một cái bàn thắng quan trọng nhất trong cuộc đời của em, cái bàn thắng vào lưới Viettel ở vị trí thứ bao nhiêu? Đại chắc chắn là em sẽ ở cái vị trí Viettel là vị trí đầu tiên của em. Vì bởi vì sao? Vì khi cái sự nghiệp của em lúc ấy em đá Arsenal, cái sự nghiệp của em còn quá dài. Vì em cũng không nghĩ mình có cái thể gây ra lỗi lầm mình trước mắt như thế. Thì với bản thân em sự nghiệp mà quá dài, em có thể cái thời gian em đi đá bóng, suốt thời gian đấy em có thể em gặp được rất nhiều đội bóng lớn và những cái cơ hội để em ra nước ngoài em thi đấu. Thì lúc đấy em suy nghĩ lại nó không đáng giá bằng cái bàn thắng của Viettel. Vì bàn thắng của Viettel nó ý nghĩa rất là quan trọng đối với em, vì khi những cái lỗi lầm em đã gây ra, vì thật sự là mang trong mình những cái nỗi buồn và cái nỗi khát vọng của em để em xin lỗi người cha của em đã mất, về một phần là xin lỗi người hâm mộ nữa. Vì cái bản thân em biết em gây ra những cái việc như thế nào và em mang ơn rồi, em trách bản thân mình ra sao, nên cái bàn thắng Viettel nó vô cùng quan trọng đối với em. Em nghĩ bàn thắng Viettel là bàn thắng quan trọng nhất của cuộc đời em. Cuộc nói chuyện với mẹ nói gì? Thì em điện về cho mẹ, thì trước cái trận đấu đấy thì em có điện về cho mẹ bảo mấy anh, bảo anh ơi, ngày mai em đã chính đấy, anh thắp hương cho bố hộ em, kêu bố phụ hộ cho em, ngày mai em trở lại. Mới lại mẹ bảo mẹ đừng đi chợ nữa, ở nhà xem em đá đi để cho mẹ vui. Thì ngày hôm đấy thì mẹ em và anh em, cả gia đình anh em ở nhà bật TV lên xem. Thì rất là vui, đá xong thì em cũng có điện về thì mẹ cũng chúc mừng, mẹ cũng chúc mừng con nó trở lại. Thì mẹ em thì bây giờ vẫn đi bán rau ngoài chợ. Mọi người hàng xóm cái thứ chợ thì cũng nói là chúc mừng này kia. Thì em thật sự em rất là vui với những cái gì, cũng một phần là xin lỗi mẹ. Vì người mẹ mình bây giờ cũng 70-80 rồi, mà đến bây giờ mình là người con thì thật sự là mình rất là buồn. Nên là em cũng mong sao là em cố gắng thi đấu tốt để cho mẹ bớt buồn hơn, bớt lo lắng cho em hơn. Cái quan trọng nhất ấy là trong suốt 9 năm qua, người ta cứ nói đến Quang Hùng là người ta nói đến những cái câu chuyện xấu. Nhưng mà cái bàn thắng đó là người ta đã bắt đầu nói đến những câu chuyện tốt rồi. Và đấy chính là điều mà tạo ra một cái giá trị rất là lớn cho gia đình. Và anh tin là mẹ sẽ cảm thấy rất là vui và tự hào. Chí ít ra là cũng cảm thấy nó nguôi ngoai đi những cái nỗi buồn trong suốt 9 năm qua. Còn vợ em thì sao? Anh nói thật là anh rất nể vợ em luôn. Vợ em là một hậu phương quá vững chắc cho em, một chỗ dựa tinh thần quá lớn. Và sau khi mà ghi bàn thì hai vợ chồng nói câu chuyện gì? Thì thật sự như mọi người cũng mới biết thì sau cái thời gian hai vợ chồng em yêu nhau từ năm 17 tuổi, lúc từ ngày cầu trẻ, đến khi em đá và đến khi em bị kỷ luật nữa, mà vợ em vẫn bên cạnh em này, đấy là một điều thật sự là vô cùng may mắn lớn nhất cuộc đời em. Ông trời em ban cho em cái đấy. Em cũng nhìn nhận là ra vấn đề là khi mình đã bị vấp ngã mà vợ mình vẫn bên cạnh mình, đúng thật sự là một người vợ vô cùng tuyệt vời, con người con gái yêu thương mình vô điều kiện và bên mình lúc khó khăn nhất mà không bao giờ từ bỏ. Đấy là cái may mắn lớn nhất của em. Thì cái sau cái bàn thắng đấy, vợ em đã nhắn tin cho em trước rồi.
bảo em chúc mừng anh nhá, mọi cái anh hãy cố gắng nữa lên. Thế là vậy thôi, thế là em cầm điện thoại lên em điện cho anh đầu tiên, xong em điện về cho vợ em. Thế vợ em cười và các con cứ nói ở ngoài, xong rồi em gặp em bảo cứ xem, em bảo bố con vừa xem bố trên tivi, cứ hô Lê Quang Hùng cố lên. Con em thì hơn 3 tuổi nó có bập bẹ nói đâu, thì nói cũng chưa dõng, cứ Lê Quang Hùng cố lên. Thế là tự nhiên cái lúc đấy cái suy nghĩ của em vui lắm. Em được mang niềm vui thứ nhất là cho gia đình và cho hai đứa con em nữa, hai đứa em còn nhỏ. Thì từ lúc em đá bóng đến tự nhiên em suy nghĩ của em lại lớn lên nữa. Bảo ngày trước mình đã như vậy rồi, lúc đấy mình chưa có con. Nhưng bây giờ mình đá bóng là mình cố gắng làm sao để một phần là niềm tự hào của các con nữa. Mình sẽ cố gắng làm sao là mỗi một tuần ra sân thi đấu được hát quốc ca là niềm hạnh phúc và con mình nó nhìn vào nữa. Rồi nó là niềm vui và niềm tự hào. Lúc ấy tự nhiên suy nghĩ của em nó thay đổi hoàn toàn. Nó lại một cái nó lại khác hơn nên em phải cố gắng. Có một cái mà anh phải rất là chúc mừng Hùng. Đấy là sự ủng hộ của các cổ động viên. Không chỉ là các cổ động viên ở Nam Định hay là cổ động viên của Bình Dương đâu, mà những người hâm mộ bóng đá Việt Nam coi cái câu chuyện trở lại của Quang Hùng và ghi cái bàn thắng ngay ở trong trận đấu đầu tiên sau 9 năm nó là một câu chuyện rất cảm hứng. Tức là một cái câu chuyện truyền cảm hứng ngày hôm đấy, tất cả mọi người, tất cả các tờ báo đều chỉ nói về cái tên Quang Hùng thôi. Hùng cảm nhận như thế nào về cái sự ủng hộ và cái sự yêu thương của tất cả mọi người dành cho mình? Cái may mắn lớn nhất của em thì từ khi em còn đá đến lúc khi em bị kỷ luật, mọi người cũng đã yêu thương và đã thương em, thương cho cái hoàn cảnh của em. Và đến khi em nhận được cái bản án giảm án thì mọi người cũng đã chúc mừng cho em rồi, cũng đã động viên em rất là nhiều, người hâm mộ cả nước. Thì nhân đây thì em thật sự là em rất là biết ơn người hâm mộ tất cả cả nước và nhất là cổ động viên Bình Dương nữa, người đã giơ tay chào đón em. Em đi các sân đá bóng, mọi người ở trên khán đài đội khách thôi cũng vỗ hô vang, cũng vỗ tay em và cố lên Hùng ơi. Một điều vô cùng em biết ơn mọi người là không, mọi người không có nói em một câu gì hay không chê trách gì em. Đấy là một điều em vô cùng may mắn, mọi người đã thương yêu em đến tận bây giờ. Thế nên là dù em đá sân khách hay sân nhà thì em vẫn phải cố gắng làm sao ra sân em đá bằng cái nhiệt huyết, cái tâm huyết nhất của mình, cống hiến tốt nhất cho bóng đá. Những cái gì mà em còn nợ bóng đá mà nợ người hâm mộ nên em phải cố gắng hơn nữa. Có một bạn ở Huế có gửi cho anh một cái ảnh mà em mặc chiếc áo mà ở cái áo trong ấy là hình ảnh của bố. Và bạn ấy nói là thực sự là rất là xúc động khi mà nhìn cái hình ảnh đấy, rất là xúc động. Hùng có thể chia sẻ một chút về cái cảm xúc đó, bởi vì là chính cái cảm xúc đấy của Hùng ấy nó lan tỏa cái tình cảm rất là tích cực của mọi người. Và bạn ấy có nói với anh một câu là khi mà nhìn thấy hình ảnh của Quang Hùng mặc trên mình chiếc áo có hình ảnh của bố, ai cũng nghĩ về bố của mình. Anh cho rằng là đây là nó không chỉ là một câu chuyện về bóng đá, đây không chỉ là câu chuyện về Quang Hùng, mà đây là câu chuyện về những người con. Hùng có thể chia sẻ về hình ảnh đấy không? Và suy nghĩ nào mà Hùng lại mang theo người cha của mình đi trên tất cả các chặng đường? Vâng, thì cái trận hôm đấy thì là lần đầu tiên đánh bốc cho em được cái cơ hội em ra sân em thi đấu ở vòng đại cúp quốc gia gặp Huế. Ngày hôm đấy thì em đã chuẩn bị sẵn một cái áo in hình bố em. Vậy em cũng mong, em khát vọng em được ra sân thi đấu ngày hôm nay, nó đánh dấu cho em sự trở lại 9 năm mà cái thời gian là em gây ra lỗi lầm mà để bố, người bố mất. Đáng nghĩa ra là em sẽ có thể em báo hiếu được bố nhiều hơn. Nhưng mà vì cái lỗi lầm của mình một phần để bố ta đi, cái điều mà em ân hận suốt 9 năm qua em chưa bao giờ em tha thứ cho bản thân mình. Thì em ra thân thì em lúc đấy em cũng không biết em được vào sân hay không, em được đá hay không. Thì em cũng chỉ mong sao là được đá để em có thể em dơ cái áo lên để em ghi bàn hay cái gì đấy. Em dơ áo lên để em biết là ngày hôm nay em trở lại và coi như là gửi một lời xin lỗi đến bố. Vì người con đã gây ra lỗi lầm để bố mất và chưa báo hiếu được cho bố nhiều. Thì mong bố ở trên cao thì bố hãy tha thứ cho con. Con sẽ cố gắng con làm lại những cái gì tâm nguyện của bố, con sẽ cố gắng con hoàn thành và con sẽ cố gắng con trả lại người hâm mộ lời xin lỗi. Em lúc ấy em chỉ nghĩ như thế thôi. Anh thực sự là anh thích cái câu chuyện của cái bạn ở Huế lắm. Bởi vì bạn ấy nói là nó không phải là câu chuyện về bóng đá nữa, nó là câu chuyện của những người con. Nó là cái câu chuyện mà khi mà nhìn vào hình ảnh đấy, ai cũng thế, chúng ta đều có gia đình, ai cũng có bố, ai cũng có mẹ. Và khi mà nhìn hình ảnh đấy, mọi người muốn sống tốt hơn. Và chỉ ít ra là gây ra ít cái sự muộn phiền cho bố mẹ hơn. Và để có được cái thành công đó thì thực sự là nó cũng không hề dễ dàng với Quang Hùng. Quang Hùng có thể kể lại những cái ngày đầu tiên khi mà được giảm án rồi đến với Bình Dương, quá trình tập luyện,
rồi cố gắng lấy lại phong độ, nó có những cái khó khăn như nào thì Hùng có thể chia sẻ. Thì thật sự là cái sau cái hình ảnh em in áo và ấy thì em cũng nghĩ là mọi điều nó tích cực đến như thế, vì bản thân em thì lúc đấy em cũng chỉ nghĩ là mọi người cũng nhắn tin em, cũng nhắn tin lại là anh cũng chỉ mong sao, hay là mọi người, em cũng chỉ mong sao mọi người đừng để bố mẹ buồn, nhất là những người về già rồi làm con, đừng để bố mẹ buồn nhiều quá, để khi gây ra lỗi lầm lúc bố mẹ mất thì lúc ấy mình ân hận không kịp nữa rồi. Với bản thân em thì lúc ấy em cũng nhắn tin lại mọi người, và em cũng chỉ gọi là có chút dám gọi là những gì em trải qua em chia sẻ với mọi người thôi, chứ em cũng không dám là nói mọi người cái gì cả. Em chỉ chia sẻ những cái suy nghĩ của em là mong mọi người đừng để bố mẹ buồn nhiều quá. Với cái bản thân em thì lúc đấy em được bên công an Bình Dương, chú Thạch chủ tịch thì chú kêu mang em, chú đồng ý cho em xuống. Và lúc ấy bố cảnh thì bố cũng là người tích cực đôn đốc cho cô đội Bình Dương là cho em trở lại. Và lúc ấy em cũng chờ cái đơn giảm án từ anh xin cho em nữa. Em lúc ấy thì mọi người cũng khi em được nhận xuống rồi là ngày mùng 4 tháng 3 là ngày đấy em bước xuống câu lạc bộ thì em xuống. Thì cái ngày đầu tiên lúc xuống thì em cũng đi chào mọi người, thì em cũng nhận phòng. Rồi em qua gặp anh quản lý của đội. Anh ấy gọi em vào phòng bảo em ấy cầm đồ tập. Thì lúc đấy anh ấy lấy đồ ra, lúc anh đưa cho em. Anh bảo em lấy số bao nhiêu, bảo anh ơi số nào cũng được. Thì anh đưa cho em số 34. Cái bộ tự đập đấy, tự nhiên anh đưa em cầm cái bộ đầu đấy, mà lúc ấy tự nhiên em cái cảm xúc em như kiểu em khóc ấy. Lúc ấy cảm xúc em lên, em không nghĩ là ngày hôm nay em được cầm cái bộ quần áo của đội và em đến đây em thử việc. Thật sự em được nhận, lúc ấy em vui lắm. Em không có ai, lúc ấy có mình em lên phòng em, thì lúc ấy có mình em ở phòng thôi. Em cứ mặc cái áo của câu lạc bộ, rồi em mặc cái áo của sinh hoạt của đội. Lúc ấy em cứ nhảy cẫng lên, rồi em chụp ảnh em tự sướng. Xong rồi em cứ vuốt ve logo của Bình Dương, lúc ấy em như một thằng trẻ con, em nhận được một cái đồ chơi nó thích thú lắm. Thế là em cứ ôm áo rồi em chụp ảnh em tự sướng, em không có ấy. Xong rồi em gửi cho anh xem, bảo đại ca ơi em vui quá, em hạnh phúc quá. Em cứ mặc kẹo đấy em ngủ, em không muốn cởi ra nữa. Tại cái ôm ngủ thôi. Anh Tài em ở cùng phòng, em cũng có nói với Tài ơi, thật sự anh vui quá, anh hạnh phúc quá. Ngày hôm nay anh không nghĩ mình được xuống đây quay lại chuyên nghiệp mà mình được có áo cô đội Bình Dương. Thì thật sự là câu lạc bộ Bình Dương nó là giấc mơ của bao cầu thủ bao nhiêu năm trước. Ngày xưa em cũng có được chú Sơn chủ tịch, thì chú cũng lúc ấy bố Lê Thủy Hải cũng khát em lắm, cũng rất là thích em, muốn chiêu mộ em với Trần Mạnh Dũng bằng được thì thôi. Nhưng lúc đấy một phần là vì lý do em không đến được Bình Dương, nhưng mà em cũng chia sẻ với Hồ Tấn Tài là như thế. Em vui, em hạnh phúc lắm. Mỗi một buổi tập thì em chỉ mong em ra em tập thôi. Mà đội nghỉ thì em cũng nghỉ buổi sáng, thì em cũng tự mình ra tập. Em cứ lao vào mình em tập, rồi em tập gym, rồi em ra ngoài sân em chạy làm sao để nó ngang bằng với cái cường độ mà trong sân thi đấu. Em cường độ ốm sốc lắm, lúc mà em không thở nổi nữa. Thì cũng sau này thì thầy Tuấn Mát thấy làm, em cũng thầy cũng động viên em rất là nhiều để tập. Rồi bố Cảnh cũng tập riêng với em, rồi lúc anh Lê Đình Đức về cũng động viên em tập, phải cố gắng tập thêm cái thứ để trở lại. Cũng cho em cái giáo trình để em tập. Đấy là em lúc nào em lao mình và em tập. Nhiều lúc em tập nhiều quá. Thật sự là lúc đội tập thể lực, đội nghỉ, em lao mình tập nhiều quá thì em cũng rất là ngại. Vì em cũng nói các em, bảo thôi các em cũng thông cảm cho anh. Thật sự 9 năm qua anh như kiểu bị cùng xích lại. Nên bây giờ anh được trở lại, anh cho anh để thỏa mãn. Các em cũng đừng để ý anh làm gì. Cứ để anh sẽ cố gắng anh tập. Tập luyện thì các em cũng ở lại tập cùng. Nên là mọi cái em cũng động viên chia sẻ các em thôi. Thôi các em cứ cố gắng tập đi, tương lai còn rất là nhiều. Nên là anh nghỉ 9 năm qua rồi, bây giờ anh được tập nên anh sướng lắm, anh thích lắm. Anh cũng phải chuẩn bị hành trang của anh, nếu anh có hội anh trở lại. Đợt tới nếu mà được đá thì anh phải cố gắng. Lúc nào em cũng suy nghĩ là phải cố gắng. Là mình không để làm mất niềm tin của những người kêu mang mình. Không thể để cho người ta nói những người kêu mang mình được. Mình mất một nhưng mà những người kêu mang mình là mất 10. Là đánh giá con người mình sai. Nhưng mà em rất là may mắn là em trở lại, nói chung là mọi cái nó rất là tích cực đối với em, nên là em cũng nhẹ lòng và không cảm thấy ít có lỗi và không có lỗi nhiều với những người kêu mang em, là mọi người đã nhìn nhận cho em là đúng. Khó khăn lớn nhất trong cái giai đoạn đấy là gì với Hùng? Dạ, khó khăn lớn nhất đối với em thì cái giai đoạn là em chờ là ngày ra sân thi đấu, vì em mong chờ từng ngày từng phút để
để được ra sân thi đấu với cái đấu trường cao nhất bóng đá. Và cái nỗi niềm của em mang trong mình 9 năm qua là cái nỗi, một phần là cái tâm nguyện của bố em trước khi mất, và cái nỗi khát vọng của em được trở lại với cái này là em thực hiện nốt cái giấc mơ của mình dang dở, là cái điều khó khăn nhất em chờ đợi. Em cũng nghĩ cái từng ngày em bảo thôi, mình chờ 9 năm qua rồi, mình không nghĩ có ngày trở lại thì thôi cố gắng lên, mỗi ngày cố gắng lên một chút là mình tập sau rồi cái thứ là mình chuẩn bị mình được đá. Và thời gian vừa rồi thì Hùng rất được khen về mặt chuyên môn, mọi người khen rất nhiều, anh Lê Huỳnh Đức cũng khen, thậm chí anh Lê Huỳnh Đức còn tiến cử lên đội tuyển cơ, rồi các cổ động viên xem thì mê lắm. Nhưng đấy nó là phong độ được bao nhiêu phần trăm của Quang Hùng rồi? Thì thời gian qua thì em cũng rất là may mắn. Cái may mắn lớn nhất của em là khi em trở lại là em được làm việc với anh Lê Huỳnh Đức. Vì thật sự là lần đầu tiên em làm việc với anh Lê Huỳnh Đức thì đối với em thì khi nhận được tin anh Lê Huỳnh Đức về nó rất là vui. Vì thật sự anh Lê Huỳnh Đức nó là một tượng đài của bóng đá Việt Nam rồi. Và với em cầu thủ là rất là khao khát được là học trò của anh Lê Huỳnh Đức. Em nói em không phải nịnh đâu, là khi anh Lê Huỳnh Đức về là em cũng rất là ngưỡng mộ rồi. Vì ngày xưa mình còn nhỏ, mình chỉ biết mặc áo anh Lê Huỳnh Đức nhỏ nhỏ ngoài chợ người ta bán rồi, cứ chỉ mặc cứ vậy thôi. Em cũng có quá tâm sự với anh Lê Huỳnh Đức là như thế. Về được học trò thì may mắn sao là em khi em trở lại được anh Lê Huỳnh Đức, anh ấy làm, anh chỉ cho em rất là nhiều cái phong cách bóng đá hiện đại bây giờ và lối đá hậu vệ biên phải như thế nào để thích nghi với bóng đá mới. Cái điều đấy là em may mắn lớn nhất cuộc đời em trở lại được làm việc với anh Lê Huỳnh Đức. Và anh ấy chỉ cho em rất là nhiều nên em đã tiếp cận được cái bóng đá hiện đại với bây giờ. Và cái cá nhân em thì cũng một phần là em cũng cố gắng làm sao để vào sân lên thi đấu. Em cũng không nghĩ là bóng đá bây giờ nó khác xưa nhiều quá. Thế là em cũng chỉ cố gắng làm sao em đá với cái nhiệt huyết của mình. Em trân trọng từng phút giây trên sân. Em nắn nót quả bóng, em cố gắng thôi. Với em bây giờ thì thật sự để khi em trở lại bây giờ là với cái phong độ của em, vì em nghĩ mình chưa đạt được 100% phong độ, là bây giờ em chỉ đạt được tầm 80% thôi. Vì em nghĩ là với cái quá trình khi em đá 7 trận V-League thì em chưa gặp được hết tất cả các đội bóng ở V-League và các đối thủ của em. Vì cái lớn nhất của em bây giờ là em được đối đầu tất cả những cái hậu vệ cánh bên trái của bóng đá Việt Nam bây giờ, để em xem với cái chuyên môn của mình bây giờ mình đang nằm ở đâu. Vì thật sự em vẫn nói trêu anh em bảo bây giờ Phan Tuấn Tài, Tiến Anh em đã đối đầu rồi. Thì em cũng em cái trận đầu tiên đó bây giờ em cũng không ngại cái vấn đề đối đầu. Khi em đá một hai tình huống là em biết các em đã đá điểm mạnh điểm yếu các em nó là cái gì. Và bây giờ lớn nhất của em là em mong được đối đầu với Văn Hậu. Thật sự rất là mong với Văn Hậu là hậu vệ biên năm 7 năm nay là số 1 Việt Nam. Em rất là mê Văn Hậu thật sự. Văn Hậu thì Hồ Tấn Tài là idol của em. Khi em nghỉ bóng đá thật sự bây giờ là các em là idol. Đến bây giờ khi em là đồng đội của Tiến Linh và em ăn tập cùng Tiến Linh, ăn ngủ cùng Tiến Linh. Đến bây giờ em vẫn hâm mộ Tiến Linh. Thật sự trong lòng em đến bây giờ em vẫn ngưỡng mộ các em ấy. Là cái hình bóng mà em hâm mộ khi em nghỉ, em vẫn ở nhà em cổ vũ. Rồi đến bây giờ mình được ăn ngủ tập cùng, được gặp bằng da bằng thịt, nó vui lắm. Đến bây giờ em vẫn hâm mộ các em ấy. Khi em làm đồng đội của Tiến Linh thì em vẫn tâm sự em Tiến Linh, bây giờ anh vẫn hâm mộ em lắm. Anh không nghĩ đây là giấc mơ thật của anh. Anh vẫn hâm mộ em nhiều lắm. Cái khát vọng của em bây giờ lớn nhất là mình không có đòi hỏi mọi cái nó quá cao. Nhưng mà khi em trở lại rồi em cũng biết được chuyên môn mình nằm ở đâu. Thì em sẽ cố gắng. Ngày xưa là tất cả những cái đường biên ở cái Việt Nam, sân vận động Việt Nam là gần như là của em. Thì bây giờ em không lấy được lại hết, nhưng mà em sẽ cố gắng lấy lại được gần hết. Tất cả những đường biên của em, đấy là cái khát vọng của em. Em phải lấy bằng được hết. Hơi tiếc cái là khi Hùng trở lại thì lúc đấy nó lại phân nhóm. Mà Bình Dương lại chơi ở cái nhóm trụ hạng. Chơi là những cái đội mạnh ở nhóm vô địch là mình chỉ được đá duy nhất với Viettel thôi đúng không? Dạ, Viettel rồi Nam Định ạ. Nam Định một chút. Thực ra là hơi tiếc nhỉ? Dạ, em hơi tiếc. Thôi để mùa sau, không vấn đề gì cả. Đến bây giờ thì mọi người bắt đầu nói đến câu chuyện tương lai của Quang Hùng. Và anh cũng biết là hiện nay đang có khá là nhiều đội dạm hỏi. Trong đấy có hai đội ở miền Bắc. Thậm chí là có những đội đã trực tiếp hỏi anh xem là Hùng bây giờ nó tính tương lai như nào. Và bây giờ cũng là cái câu chuyện mà các cổ động viên của Việt Nam nói chung và các cổ động viên của Bình Dương nói riêng đang đặt ra câu hỏi cho Quang Hùng. Quang Hùng đang tính toán tương lai như nào? Thì thật sự qua thì em cũng nghe được cũng hai ba đội ở ngoài Bắc cũng muốn cho em được về cơ hội để em cống hiến. Thì em nghe cái câu chuyện đấy thì em thật sự em rất là vui và em biết ơn
nhưng câu lạc bộ đã muốn em về về chơi, cái điều vừa đấy là vô cùng hạnh phúc đối với em. Thì thời gian qua thì em vừa rồi thì em cũng ký hợp đồng với Bình Dương đến giải 23 này là em hết rồi. Thì cái điều đầu tiên thì thật sự là phải nói là để mà nói có câu lạc bộ Bình Dương mới có cái cơ hội để em trở lại bóng đá, thật sự đó là vô cùng em biết ơn và em mang ơn suốt cả cuộc đời. Bây giờ thì thật sự là em cũng hết rồi, em cũng đang đắn đo, em suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà em vẫn vẫn mong muốn là được cống hiến cho Bình Dương và Bình Dương ở lại Bình Dương. Vì thật sự là cái điều đầu tiên là em nghĩ đến Bình Dương đầu tiên, với một phần nữa là bây giờ thật sự em mẹ em thì thời gian qua thì em cũng đã động viên mẹ em để vào trong Sài Gòn để ở với em, nhưng mà mẹ em cũng tuổi già rồi, năm nay cũng 70-80 rồi, cũng không có ý định xa nhà, về bây giờ còn hương khói cho bố nữa, với hàng xóm nữa, với tuổi già rồi, bây giờ cũng chỉ mong là sao là ở gần nhà thôi, quây quần với gia đình. Thì em cũng động viên rồi, thì cái điều đấy là điều em cũng mong sao để em đón mẹ em vào, cũng khuyên mẹ em vào để ở với em, để cho em gần mẹ, để em chăm sóc cái gọi là cái báo hiếu, những cái lỗi lầm của em của tuổi trẻ em một phần thế thôi. Em cũng nhưng bây giờ thì em cũng chưa biết làm sao là tính phương án làm sao để cho mẹ, cái điều em bây giờ em băn khoăn nhất là mẹ em, mà em muốn được gần mẹ, được báo hiếu cho mẹ, cái điều đó là điều của cái tâm nguyện của em nhưng mà với em thì bây giờ điều quan trọng nhất là em vẫn mong chờ Bình Dương. Thật lòng em nói vẫn mong chờ Bình Dương. Bình Dương là nơi cứu mang em, là nơi cho em cơ hội để em trở lại bóng đá. Còn miền Bắc thì em cũng đã tính đến phương án, nếu mà mẹ em đồng ý em vào trong Nam thì em sẽ ở lại Bình Dương. Còn nếu mà mẹ em mà không muốn vào nữa thì em sẽ tính toán lại. Vì bây giờ thật chất ra hai đứa con của em bây giờ cũng đã lớn rồi, chuẩn bị vào lớp 1 thì em cũng phải tính toán để cái gì để cho con cái em nữa, để là có cái môi trường nó ổn định và nó học hành cho nó yên ổn, nó không phải nay đây mai đó nữa. Hôm trước anh có nói chuyện với vợ của Hùng, hỏi xem là cái mong muốn của vợ Hùng như nào. Thì anh rất là bất ngờ khi mà vợ Hùng nói một câu là vẫn phải là Bình Dương anh ạ. Nếu như Bình Dương còn cần anh Hùng thì em còn động viên anh Hùng. Nó không phải là câu chuyện tiền bạc, thậm chí là Bình Dương có thể là trả thấp hơn, thậm chí là không tiền thì bọn em cũng sẵn sàng là ở lại. Bởi vì bạn ấy nói một câu rất là hay, đấy là khi mà Quang Hùng cần một đội bóng nhất thì Bình Dương đã giang tay ra chào đón. Chứ khi mà Bình Dương chỉ cần Quang Hùng thôi thì bọn em sẽ đáp ứng cái điều đấy. Và vợ em còn nói một câu là mình kiếm tiền mình kiếm từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau, nhưng chúng ta chỉ có một cái cơ hội này để đền đáp cái nơi đã cưu mang mình, giang tay mình ra. Hai vợ chồng có hay nói những cái câu chuyện về những cái nội dung mà anh vừa chia sẻ không? Thì vợ em cũng có nói, vợ em thì thực chất ra là cũng sống về người thiên về tình cảm, biết ơn những người đã cưu mang mình, giúp đỡ mình. Thì sau những cái thông tin là em cũng nhận được rất là nhiều câu lạc bộ ở ngoài Bắc, rồi mọi câu lạc bộ cũng muốn em mời em về thi đấu. Đấy, em thì em cũng tâm sự với vợ em là như thế, và bây giờ rất là nhiều đội bóng mời anh về, muốn anh về thi đấu, thì ở ngoài Bắc cũng có, thì bây giờ như nào. Thế là vợ em cũng nói luôn, nó bảo anh ơi, thứ nhất là Bình Dương nơi đã kêu mang anh, giang tay chào đón anh lúc anh chưa trở lại, thì mình phải nhớ ơn Bình Dương đầu tiên là người đã cho mình trở lại ngày hôm nay. Dù có nếu một ngày Bình Dương không cần mình nữa hay không muốn anh cống hiến bóng đá nữa thì thôi, mình sẽ tìm phương án mình về. Mình ngày xưa mình không có bóng đá thì là mình vẫn sống được, mình đi làm thuê làm mướn được mà, anh có thao đâu. Bây giờ nhờ bóng đá thì anh được trả nợ với bố, trả nợ cho người hâm mộ, và nói chung là lấy cái danh dự cho gia đình. Cái điều đấy là điều cũng tốt. Nhưng mà bây giờ theo em thì anh nên ở lại Bình Dương, nơi đã cưu mang, đã cho anh có ngày hôm nay, để anh được mọi cái. Dù biết là bây giờ mình cuộc sống mình đang rất là khó khăn, nhưng mà theo em là anh ở lại Bình Dương, mọi cái nó sẽ tốt hơn. Con cái thì bây giờ cũng lớn rồi, nay đây mai đó cũng tội các con. Thì em nghe câu chuyện đấy thì vợ em cũng thật sự là cũng rất là đồng ý em.
Em bảo anh, ý anh là cũng như thế. Thì hai vợ chồng em thì từ trước giờ là cũng sống được ngày hôm nay, thật sự là cũng được nhờ ơn các anh, nhờ ơn mọi người cứu mang, vì được mọi người rất là thương, nên là vợ chồng em biết ơn mọi người nhiều lắm. Những ai giúp vợ chồng em không bao giờ bọn em quên ơn cái đấy. Thế nên là khi được mà đấy em cũng tâm sự vợ em thôi. Và đến bây giờ bản thân em thì em cũng có nói chuyện với câu lạc bộ Bình Dương rồi, thì lãnh đạo thì cũng muốn ký hợp đồng với em. Cách đấy một tuần rồi, lãnh đạo cũng gọi em riêng và muốn ký hợp đồng với em 3 năm. Em tâm sự thật. Thì em cũng bảo thôi bây giờ con muốn tập trung toàn tâm toàn ý đá cho nốt trận câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh này để cho trụ hạng nó thôi. Vì thật sự bây giờ nói hợp đồng con không tập trung, con đá được, con lại phân vân. Cứ xong đi rồi con sẽ làm việc với Bình Dương. Con cũng không muốn đi đâu cả, trừ khi các chú không nhận con nữa. Không muốn con cống hiến nữa thì con sẽ ra đi, con sẽ cống hiến trọn đời ở Bình Dương. À mà Hùng còn có một khoản thưởng đúng không? Hùng có thể chia sẻ một cái khoản thưởng được không? Một cái khoản thưởng mà anh nghĩ là nó không phải là câu chuyện tiền bạc nhé. Nó là một sự ghi nhận. Bởi vì là Hùng rất là sợ là những người đã cưu mang mình, những người mà đã lấy uy tín ra để bảo lãnh cho cái cơ hội của Hùng. Hùng không muốn là người ta cảm thấy là có một cái chút gì đấy lăn tăn. Chứ đừng nói là cái chuyện là họ đã đặt niềm tin sai người nhé. Đấy, nhưng mà sau mùa giải thì đã có một khoản tiền thưởng riêng cho Quang Hùng. Nó nhỏ, anh nghĩ là nó rất là nhỏ. Nhưng mà đó lại là một cái để chứng tỏ rằng là mọi người đang cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà đã lựa chọn Hùng, và Hùng đã thi đấu rất là tốt, thậm chí là tốt hơn những cái gì mà họ suy nghĩ cơ. Ông thật sự là em cũng rất là may mắn được ở trong cái môi trường của BKMX Bình Dương, là nơi đó cho em cũng cố gắng làm sao em chỉ biết em ra sân thôi, em đá bóng, em chỉ biết mỗi tuần ra sân. Cái nốt khát vọng của em thì mọi người cũng nhìn nhận, lãnh đạo và ban huấn luyện và cổ động viên cũng nhìn nhận. Em chỉ mong sao là ra sân mỗi tuần được hát quốc ca một lần thôi. Đó, cái điều đấy là điều vô cùng hạnh phúc đối với em. Lúc nào em cũng nhìn cái lá cờ của Tổ quốc, em cảm thấy em tự hào, em hãnh diện lắm. Em được hát lên thì em cũng chỉ biết ra sân em cố gắng làm sao, vì lúc đấy thời điểm đấy là đội đang rất là khó khăn. Anh em xuống tinh thần rất là nhiều. Lúc đấy thì nó xuống, thì để em cũng chỉ mong sao em ra sân em thi đấu, em cố gắng làm hoàn thành những cái người ban huấn luyện, anh Lê Đình Đức và ban lãnh đạo tin tưởng cho mình, để mình được bước ra sân, bước ra ánh sáng của cuộc đời mình một lần nữa. Thì em chỉ đá thật, cố gắng thật tốt, trau dồi những cái gì tốt nhất. Thứ nhất em ra sân em đá cho bản thân em đã. Bản thân em phải thể hiện được và em cố gắng làm sao đá tốt nhất cho bản thân và cái câu lạc bộ, bản thân mình tốt thì lúc đấy đội bóng nó mới giành được cái kết quả tốt nhất. Em chỉ muốn cống hiến vậy thôi, nhưng mà em cũng không nghĩ là lúc đấy em đá tốt thì mọi người cũng nhìn nhận em, cũng ghi nhận em, là thì câu lạc bộ cũng cho em một chút tiền hỗ trợ gia đình, biết em cũng hoàn cảnh khó khăn, cũng ghi nhận em. Đấy là điều vô cùng em hạnh phúc, là mọi người cũng đã ghi nhận em để cái sự khát vọng của em và cũng cống hiến của em để cho câu lạc bộ cũng thoát nạn cái năm nay, cũng vượt qua khó khăn. Đó là vô cùng hạnh phúc mà được mọi người ghi nhận. Hùng góp phần làm cho Bình Dương bớt khó khăn hơn, và câu lạc bộ Bình Dương cũng muốn hỗ trợ Hùng để gia đình của Hùng cũng bớt khó khăn hơn. Anh nghĩ đây là một cái rất là tuyệt vời. Anh không biết là về sau tương lai nó sẽ là như thế nào, nhưng mà cái suy nghĩ, cái tình cảm của vợ chồng Quang Hùng dành cho Bình Dương, anh nghĩ là một điều rất là đáng trân trọng. Chúng ta không bao giờ quên những người đã giúp chúng ta, nhất là khi chúng ta đang ở trong một cái tình trạng rất là khó khăn. Còn một điều nữa mà trong những ngày vừa rồi mọi người hỏi rất nhiều, nói rất nhiều, đấy là cái cơ hội của Quang Hùng ở đội tuyển quốc gia. Và bản thân anh cũng là người đã tiến cử Hùng với ông Muley là trợ lý của ông Philippe Chaussier, và cũng khá là bất ngờ khi mà biết là ông Chaussier đã nghiên cứu về Quang Hùng rồi. À, cái khát vọng trở lại đội tuyển của Quang Hùng lớn như thế nào? Thật sự thì một đời cầu thủ thì ai cũng mong muốn được khoác lên mình cái lá cờ Tổ quốc. Nó là một hãnh diện cho bản thân, nó là gia đình và của cả một cái Tổ quốc nữa. Em khoác lên mình thì trước đây thì em cũng được khoác lên mình cho cả đội tuyển Việt Nam, nó là vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà sau cái lỗ lầm của em thì mọi người cũng đã biết em không còn được đá bóng nữa và không được ước mơ của em. Thì khi em được trở lại bóng đá thì ước mơ của em là em được ra sân mỗi ngày và em cống hiến để mọi người ghi nhận em. Để em cũng thời gian vừa qua thì em nghe thông tin thì em cũng không nghĩ là thầy Chu Dê cũng đã để ý và nghiên cứu về em. Cái điều đấy là em vô cùng hạnh phúc. Thì em ra sân em chỉ đá bóng với cái niềm đam mê của mình trước mắt đã. Và nỗi khát vọng của em bây giờ lớn nhất thì em biết là em có tuổi
Năm nay em 31 rồi, em cũng không có mơ ước cao sang hay là mơ ước cái gì cả. Nhưng mà bản thân em, thật sự là em vẫn đáp ứng được cái chuyên môn, vẫn là đáp ứng được cái chuyên môn về để thầy Chu Lê có thể cho em một cơ hội. Nhất là em cũng khát vọng của em được lên đội tuyển một lần nữa, là hoàn thành cái tâm nguyện của bố để em phấn đấu làm sao để cái niềm vinh dự của em và gia đình em nữa, vì hai đứa con nhỏ nữa nên em phải cố gắng. Em biết là cái thời gian qua em đá 8 trận, em đá cả cúp quốc gia nữa là 9 trận, thì em biết cái thời gian nó chưa đủ dài để thầy có thể đánh giá. Nhưng mà em cũng 9-10 trận vừa qua em cũng cố gắng làm sao thể hiện tốt nhất cái chuyên môn của mình, là được để ý thầy Chu Lê để ý để cho em trao một cơ hội để em lên đội tuyển. Đấy là vô cùng một điều vô cùng hạnh phúc và hãnh diện, tự hào đối với bản thân em. Thì em cũng chỉ mong sao là thầy Chu Lê có thể cho em một cơ hội để em có thể em trở lại đội tuyển Việt Nam. Em thì chuyên môn thì em nghĩ nếu mà thầy cho em cơ hội, Liên đoàn bóng đá cho em cơ hội, thì em chắc chắn mọi điều là em không để mọi người thất vọng về em. Vì thật sự em biết Hồ Tuấn Tài bây giờ đang là số 1 Việt Nam. Em cũng rất là mê Hồ Tuấn Tài với phong cách. Nhưng mà theo em thì em không bản thân em không có dám so sánh với Tuấn Tài. Nhưng bản thân em thì mỗi hậu vệ biên có một cái lối đá khác nhau. Hồ Tuấn Tài có thể lên tham gia tấn công có duyên ghi bàn. Nhưng đối với em đá hậu vệ biên, suy nghĩ của em là phải có cái đường biên lên biên phải cực kỳ tốc độ, xuyên phá đối thủ, làm đối thủ bất ngờ và có thể đi sâu vào trong đá ngược ra. Là hậu vệ biên mỗi một phong cách nó đá bóng khác nhau. Hồ Tuấn Tài rất là hay lên biên rất là hay, nhưng mà em nó cũng có cái riêng của bóng đá của em. Đấy, em bóng đá em thiên về kỹ thuật và em đọc được cái trận đấu, em đọc được trận đấu và đọc được tình huống lên biên, những cái gì nó nguy hiểm nhất cho đối phương thì em nghĩ là em cũng có cái hay của mình. Em không phải là em tự cao tự đại gì, nhưng mọi người xem mọi người cũng nhìn nhận em. Em có những quả lên biên mà em có những quả lật bóng thì thật sự mọi người cũng ít ai có được. Thực sự là đây không phải là sự tự cao tự đại, anh nghĩ đây là sự tự tin. Bởi vì là khoảng 20 năm anh đã từng biết anh Lê Huỳnh Đức, nhưng anh rất ít khi thấy anh Lê Huỳnh Đức khen bất cứ một ai. Mà anh Lê Huỳnh Đức còn tiến cử Quang Hùng cho trợ lý của ông Philippe Chu là Việt Thắng. Anh nghĩ là điều này là điều không hề đơn giản. Và anh Lê Huỳnh Đức, anh phải thẩm định như thế nào? Anh Lê Huỳnh Đức rất ít khi bảo lãnh cho bất cứ một ai. Nhưng Quang Hùng là trường hợp mà anh Lê Huỳnh Đức đã rất là chủ động trong cái việc là giới thiệu Hùng cho đội tuyển quốc gia. Điều đấy nó phải có giá trị chứ. Và cái việc mà Quang Hùng được mọi người hỗ trợ tiến cử lên đội tuyển, nó có ý nghĩa như nào về niềm tin? Nó củng cố niềm tin cho em như thế nào? Thì thật sự thì qua đây thì em cũng cảm ơn anh Lê Huỳnh Đức rất là nhiều. Cảm ơn anh Minh Hải đã tiếp thêm động lực cho em và tiến cử em với thầy Chu Dê để cho em có cơ hội em khoác lại cái chiếc áo của đội tuyển Việt Nam một lần nữa. Cái đấy là một cái niềm tin, một cái niềm vinh dự đối với em, với bản thân em. Thì thời gian qua thì anh Lê Huỳnh Đức em được làm việc thì mỗi ngày tập luyện và mỗi ngày ra sân thi đấu với tất cả những cái các trận đấu thì anh Lê Đình Đức anh cũng nhìn nhận được em, anh cũng nhìn nhận được chuyên môn. Thật sự em cũng bất ngờ là anh Lê Đình Đức anh cũng động viên em, cũng khen em trước toàn đội. Em cũng bất ngờ lắm, thì thật sự em cũng hiểu một phần anh Lê Đình Đức là như nào. Em cũng bất ngờ, nhưng mà khi anh Lê Đình Đức tiến cử em và động viên em mỗi cái trận đấu hay trước đội, cái đấy nó là tiếp thêm động lực cho em vô cùng mạnh mẽ. Em tự nhiên em lại càng tự tin hơn. Em càng tự tin hơn trước mỗi cái buổi tập, trước mỗi cái giờ ra sân thi đấu. Là có nghĩa là cái tự tin bảo ôi, thầy đã tin tưởng mình rồi, tin tưởng toàn đối mình rồi. Mình ra sân mình cứ chơi bóng đá, những cái gì bóng đá của mình thôi. Mình cứ thoải mái mình đá. Giống như anh Lê Huỳnh Đức trước khi em đá, anh ấy bảo em cứ đá bình tĩnh đi, em có chuyên môn em cứ đá đi. Em đá như đá phổi ấy. Đá phổi thì các đối thủ gặp em thì thật sự là rất là sợ. Em tự tin lắm, em thích là em qua. Thế là anh Đức anh cũng nhìn nhận cái vấn đề đấy, anh ấy cho em cái tâm lý tư tưởng. Mới lại một phần anh khi em trở lại là anh Minh Hải, anh có nói em bảo bây giờ em đá bóng em được chiến đấu nữa, em hết động lực chiến đấu rồi, em hãy tận hưởng những cái bóng đá của em suốt 9 năm qua. Thế là em suy nghĩ ra mà em ra sân em tập luyện cũng thế thôi, em cứ vui đùa mà chơi bóng, em vui chơi đùa bóng rồi em đá bóng và trong sân đá bóng cũng thế. Em cứ gẩy, em tự tin rồi em bắt lác là em cứ gẩy qua các đối thủ thôi.
Vì thực chất ra đá bóng gãy nó có đối thủ những cái tình huống nó rất là bí rồi, mình không còn sự lựa chọn nào khác. Thì cái tình huống nó mình đá là người ta cũng be, nhưng chỉ gãy phát là qua. Thì lúc đấy là cái đấy là mình lúc ấy bản thân em quá tự tin rồi với các đối thủ của mình. Thế là em cũng rất là may mắn sao được anh Minh Hải và anh Lê Đình Đức tiến cử em, một điều là vô cùng em may mắn và em cảm ơn rất là nhiều cái tự tin của em. Và đến bây giờ thì thật sự là cái phong độ của em 80% thôi. Em chưa ấy, nhưng mà em hy vọng rằng giai đoạn mới, mùa giải mới, em sẽ cố gắng em hoàn thiện mình hơn, củng cố thể lực mình hơn và củng cố trau dồi những cái chuyên môn hơn để em có thể em đạt 100% phong độ của em. Là em tin chắc rằng mùa giải 2024 là mùa giải mọi người sẽ chú ý em hơn nữa. Những quả lên biên rồi, những quả tạt rồi, những quả nó khác hoàn toàn với bây giờ. Em sẽ cố gắng em trau dồi hơn nữa. Chúc mừng Hùng và chúc Hùng những điều tốt đẹp nhất. Đã. Hy vọng là anh sớm được nhìn thấy Hùng tỏa sáng hơn nữa ở trong màu áo của đội bóng mà em yêu quý. Và bên cạnh đó là chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở đội tuyển quốc gia. Dạ, em cảm ơn anh.